Kinh hoàng hương giả trôi nổi khắp thị trường ngày giáp Tết. Nhập nhèm thực phẩm chay, ướp tẩm hóa chất độc hại, không nhãn mác. Thành phố Hồ Chí Minh lập 20 đoàn kiểm tra thực phẩm Tết. Đó là những tin tức chính sẽ có trong bản tin thực phẩm ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu, và để phục vụ cho nhu cầu của người dân, tính đến thời điểm này, các địa phương lớn ở trên cả nước như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã sẵn sàng kế hoạch cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào với giá cả ổn định. Nhiều doanh nghiệp thương mại cũng đã khẳng định rằng người tiêu dùng không cần phải lo về tình trạng khan hàng, sốt giá đột biến do đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa từ rất sớm. Một siêu thị ở quận Hà Đông cũng như nhiều địa điểm bán hàng của Hà Nội, hàng hóa các loại đã sẵn sàng lên kệ với sự bày trí đẹp mắt để phục vụ người dân đi sắm Tết. Hòa chung dòng người đi mua sắm, anh Nguyễn Văn Dũng đã rất yên tâm khi hôm nay lựa chọn được cho gia đình những sản phẩm cần thiết cho Tết. Và ở đây thì nói chung là mặt hàng cũng khá là phong phú và giá cả thì ổn định, nên mình cũng không lo lắng về vấn đề gì lắm. Tại Hà Nội, tổng lượng hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn ước tổng đạt giá trị 39.400 tỷ đồng. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh cũng dành khoảng 19.680 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất, chuẩn bị, dự trữ và cung ứng hàng hóa 2 tháng trước và sau Tết, tăng 650 tỷ đồng so với kế hoạch Tết năm 2020. Trong đó, gần 7.000 tỷ đồng dành riêng phục vụ bình ổn thị trường. Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các doanh nghiệp, cùng việc thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về công tác bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, thị trường năm nay sẽ không có những biến động bất thường. Các doanh nghiệp và địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường để có sự điều chỉnh phù hợp, tránh việc nơi thừa, nơi thiếu hàng hóa. Bên cạnh đó, công tác tổ chức bán hàng cần được triển khai song song với việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra những vấn đề lớn về hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Bố Trạch, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một vụ vận chuyển lô hàng thiết bị máy móc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại km 643 thuộc địa phận thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển số 43C18264 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam do Nguyễn Đình Dũng trú tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chở 6 sản phẩm thiết bị máy móc dùng để sản xuất bánh kẹo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông cũng đã lập biên bản và tiến hành bàn giao phương tiện cũng như số hàng nói trên cho đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ kiệu Tết năm nay của tỉnh Bình Định vừa được mùa lại vừa được giá đã mang lại đời sống khấm khá cho người nông dân tại huyện Phù Mỹ, một trong những địa phương có tiếng về nghề trồng cây kiệu để phục vụ cho Tết Nguyên đán Tân Sửu. Bà con đã sản xuất hơn 840 ha. Nhờ chú trọng vào việc thâm canh, thời tiết thuận lợi, ít phát sinh sâu bệnh nên cây kiệu sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt từ 280 đến 300 kg củ một sào, tăng từ 30 đến 50 kg củ một sào. Năng suất tăng nhưng giá kiệu lại ổn định, tương đương với năm ngoái. Từ đầu tháng chạp đến nay, bình quân từ 30 đến 45.000 đồng một kg kiệu củ. Và đến nay, người dân đã thu hoạch được hơn 50% diện tích. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá tụ điểm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn. Thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và hàng nghìn sản phẩm là hương thắp được làm nhái các nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểm tra tại nhà ở cũng là nơi sản xuất của vợ chồng Hoàng Văn Cảm và Bùi Thị Phương tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thẻ hương đã được hoàn thiện, đóng gói nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng và 6 máy làm hương, 1 máy sấy, hàng chục nghìn nhãn mác cùng nhiều hóa chất nguyên liệu dùng cho việc sản xuất hương giả. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện việc sản xuất hương giả từ vào khoảng năm 2017 với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 20 đoàn kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm Tết, tập trung vào các đơn vị sản xuất trọng điểm, các chợ đầu mối, chợ truyền thống, trung tâm phân phối lớn và hệ thống các siêu thị.
20 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 300 thanh tra viên sẽ tăng cường kiểm tra việc phân phối, kinh doanh, tiêu thụ những mặt hàng thực phẩm Tết, rượu bia, bánh mứt, rau củ quả, trái cây, các loại thịt dùng để chế biến thực phẩm, các kho lạnh tích trữ thực phẩm để phục vụ Tết. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố cũng kết hợp với quản lý thị trường, công an kinh tế và lực lượng kiểm tra liên ngành ở các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là ở các kho nguyên liệu, các kho lạnh vào cao điểm phục vụ Tết sẽ tập trung nhiều ở các kênh phân phối như các chợ truyền thống, siêu thị và các cửa hàng. Sau vụ việc hàng loạt bệnh nhân phải nhập viện vì ngộ độc pate minh chay, điều này làm dư luận đặt ra câu hỏi thực phẩm chay có an toàn đảm bảo. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, tại một số cơ sở buôn bán sỉ lẻ thực phẩm chay thì đa số thực phẩm chay đông lạnh đều không có hạn sử dụng, nguồn gốc nhập nhèm, kém chất lượng. Vụ việc pate minh chay được giới thiệu là sản phẩm nhà làm nhiễm độc chất botulium khiến hàng loạt người sử dụng ngộ độc trong tình trạng rất nặng, gây rúng động trong thời gian qua. Mặc dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, nhưng nhiều khả năng độc chất phát sinh từ nguồn nguyên liệu không đảm bảo hoặc một quy trình sản xuất gặp vấn đề trong xử lý tiệt trùng sản phẩm. Điều này dấy lên lo ngại khi một vài năm trở lại đây để đáp ứng nhu cầu ăn chay thường ngày của nhiều người. Thực phẩm chay hiện nay đa phần đã được chế biến sẵn theo hình thức giả mặn nhằm mục đích làm mới lạ khẩu vị, đang rất được ưa chuộng. Hình ảnh ghi lại tại một hội chợ chay được tổ chức tại Hà Nội đầu năm nay là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của ngành hàng này khi đem đến cho người tiêu dùng những món ăn mới, những hương vị mới mà trước giờ chỉ có ở đồ ăn mặn. Sự phát triển này cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở các cửa tiệm hàng chuyên đồ chay. Chúng tôi có thể tìm mua tôm, cá kho, thịt nướng, chả cuốn, bia, mắm tôm, đều là chay. Xuất xứ của những mặt hàng này cũng rất đa dạng. Có rồi, có chả, có tôm, nem. Nhà cô thì nó nhiều lắm, đa dạng. Đây là giò thường. Các loại nem đây, nem này là ngon, 50.000 một đĩa này. Xôi chiên này, tôm này, rồi cả riêu cua này, cá sặc này, xúc xích này. Cô thì nó nhiều, sản phẩm lắm. Nấu canh thì có mọc, thế còn gì đâu ạ? Nấu canh có mọc, xào thì có mề, có tôm. Nấu xem xào nào. Xào nào? Hả? Xem xào. Mề tôm hoặc là có ấy, có thịt cừu này. Thịt xào cả ớt này, rồi có cả salad đây. Cái này con mua một quả ớt đi, ớt xanh, ớt xào ngon lắm. Xào thế ạ? Cái gì thì có, được, bánh tôm chay, bia chay. Các món ăn chay chế biến sẵn đa phần làm từ bột, ngũ cốc và đạm thực vật. Hương liệu thực phẩm nổi bật nhất là nhóm các chất tạo mùi, tạo vị, giòn dai và phẩm màu, thường do các công ty chế biến. Một số sản phẩm khác được người bán gọi là món ăn đơn giản để mô tả cho việc không có nhãn mác của sản phẩm. Chúng thường được bán lẫn vào với hàng công ty để người mua khó phân biệt. Điều này được ghi nhận tại một cửa hàng tự nhận là đơn vị chuyên phân phối đồ chay Trúc Hạnh. Cái này là xào bác, cái này này. Đấy, khoai môn. Đấy là xôi, đấy khoai môn, đấy tất cả đều khoai môn, đấy xôi. Cái nhà bác làm hả bác? Không, cái đấy là nhập của Trúc Hạnh đấy. Nhưng cái đấy không có nhãn gì. Ừ, nó không có nhãn đâu. À, thế ạ? Ừ, nhưng mà mọi người ăn ngon lắm, 70.000 một hộp đấy. Cũng theo ghi nhận của nhóm phóng viên, những cửa hàng chuyên bán đồ chay không đơn thuần chỉ cung cấp mặt hàng mà còn cung cấp dịch vụ làm cỗ chay với giá rất hợp lý. Hợp lý về giá, đa dạng về món và lấy danh nghĩa chuyên làm đồ cỗ chay cho các chùa, những cửa hàng đồ khô ở chợ Đồng Xuân chào mời chúng tôi. Hàng của ta đại lý rồi, mình yên tâm, chuẩn luôn. 15 bâm, thì mỗi một bâm khoảng độ hơn 200 thôi. 200 chuyên 200 thôi. Thế thôi ạ. Rồi. Tức là có những món gì ạ? 8-9 món thôi. Không phải nhiều, mà rẻ. Các chùa cũng lấy ở đây ạ? Chùa, toàn chùa. Kể cả chùa Hà, kể các chùa.
loại. Có nhiều có loại nhưng đại khái nó lá lá giống bằng nhau nhưng không đắt rẻ lắm. Vừa quảng cáo, người bán cũng không quên chào mời chúng tôi bằng những sản phẩm không hạn sử dụng như thế này và nói chúng tôi cứ yên tâm sử dụng. Theo các chuyên gia, việc một vài năm trở lại đây, nhiều người lựa chọn chuyển sang ăn chay thuần thay vì tự chế biến bằng đồ tươi. Những loại đồ chay chế biến sẵn được lựa chọn sử dụng ẩn chứa nhiều nguy cơ đến sức khỏe từ các phụ gia được sử dụng trong các sản phẩm này. Với những loại thực phẩm chay chúng tôi đã mua được, điểm chung là mặc dù là các món khá phức tạp như thịt quay chay, cá kho chay, tôm chay, nhưng các thành phần được chú thích rất hạn chế. Một số hạn sử dụng không còn nhiều nhưng vẫn bày bán, số khác bỏ trống hạn sử dụng hoặc không nhãn mác như thế này. Có thể nói giống như bức tranh tổng thể về thị trường thực phẩm nói chung, khi người dùng còn dễ dãi, mua bán sử dụng dựa vào lòng tin, vai trò của cơ quan quản lý còn yếu thì thực phẩm chay cũng không ngoại lệ. Câu chuyện về sản phẩm pate chay nhiễm độc chất là bài học cho cả người sử dụng và cơ quan quản lý trong việc quyết định sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn trong các bữa ăn hàng ngày. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.